Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có các nội dung chính như sau. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại một số các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục phân tích trong các bản tin tuần. Đầu tiên chúng ta sẽ đi view các cái mã cổ phiếu của nhóm trụ, sau đó thì chúng ta sẽ đi view các cái mã ngành nhóm thép, nhóm dầu khí, một số các cái mã cổ phiếu nhóm banh. Sau đó thì chúng ta để đi phân tích nhóm ngành thủy sản, cảng biển, than, phân đạm, dệt may, nhóm ngành Viettel. Cuối cùng thì còn thời gian thì chúng ta có thể đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành penny. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại tất cả các kịch bản phân tích tuần ở trên bản tin video số 124. Và phần cuối cùng của bản tin thì chúng ta sẽ có một vài các cái góc nhìn nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới, tức là xu hướng thị trường trong phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba. Thông thường thì khoảng tầm 3 cái phiên đầu tiên của đầu tuần thì nó sẽ có những cái bước ngoặt quyết định, và sau đó thì chúng ta sẽ có thêm các cái kịch bản phân tích ở giữa tuần. Thì như anh chị em của chúng ta cũng đã biết thì trong cái tuần vừa qua thì cái phiên cái khuyến nghị chủ đạo của Hùng Lê thì cũng đã khuyến nghị tất cả những anh chị em mà chúng ta bắt được các cái vị thế T cộng ngắn hạn, chúng ta bắt được vị thế T cộng thì chúng ta sẽ chốt và để chúng ta chờ thị trường chỉnh, và chúng ta sẽ cân nhịp 2. Và một cái xu hướng chủ đạo được Hùng nhắc đến ở trong cái kịch bản phân tích tuần trong bản tin video số 124 thì anh chị lưu ý đó là mô hình test nấm. Thì mô hình test nấm thì tí nữa thì Hùng sẽ đi giải thích ở một số góc độ, một số các cái mã cổ phiếu. Nhưng chúng ta sẽ nhìn cái xu hướng toàn cảnh của thị trường, đó là sau khi mà index VN30 phá sinh hồi phục chữ V thì thông thường là thị trường nó sẽ test lại, nó sẽ test cung lại. Thì khỏe thì nó sẽ test lại 1/2 cung, và nếu mà yếu thì thị trường nó sẽ test hết toàn bộ cung. Thì nói như vậy thì nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn ở trên biểu đồ VN Index. Tại sao chúng sẽ nói cái này đầu tiên? Chúng ta sẽ nói cái này đầu tiên để làm gì? Để chúng ta sẽ tiếp tục nói ở trong cái bản tin tuần video số 125 ngày hôm nay. Thì như các chị em có biết là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba của cái tuần giao dịch trước đó thì thị trường của chúng ta đã có cái gọi là cái sự bắt đáy, gọi là phiên tát ao bắt cá, đúng không anh chị? Và sau đó thì thị trường của chúng ta đã hồi, và sau một cái nhịp hồi đó thì Hùng Lê đã có phân tích một cái kịch bản, tức là gì, tức là trong tuần vừa qua, đó là ba cái phiên giao dịch của tuần vừa qua thì chúng ta sẽ tận dụng để chúng ta chốt những cái vị thế mà chúng ta bắt được T cộng. Bởi vì thông thường sau khi mà nó hồi phục chữ V này thì nó sẽ quay lại nó test cung, và các cái điểm test cung kỹ thuật có thể tính toán 1/2 cái nhịp tăng ở trước đó. Đó thì 1/2 của nhịp tăng đó thì index nó sẽ rơi vào khoảng về vùng 1000, về khoảng đây 1315 điểm đó. Hoặc nếu nó test sâu hơn, tức là nó test hết toàn bộ, thì cái mô hình test nấm là cái mô hình mà đã được cùng phân tích khá là kỹ. Ở trong tất cả cổ phiếu nó cũng sẽ vận hành như vậy, và thị trường chung nó cũng sẽ vận hành như vậy. Chính vậy nên là cái ý tưởng về mặt thị trường cũng như cổ phiếu thì các anh chị sẽ lưu ý như vậy. Sau một cái nhịp hồi phục chữ V thì thị trường chung nó cũng sẽ quay trở lại test cái mô hình nấm, và cổ phiếu nó cũng sẽ quay lại test cái mô hình nấm như vậy. Đó, chính vì vậy nên là cũng có báo với anh chị, nếu như chúng ta đã bắt được cái vị thế T cộng ngay lập tức thì chúng ta sẽ phải chốt lãi ở trong tuần vừa qua. Ok, thì bây giờ cái phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ đi nói sâu hơn về thị trường chung, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi view một số cái danh mục khá là cơ bản mà chúng ta thường xuyên có những cái phân tích ở trên các bản tin tuần. Ok anh chị, chúng ta sẽ đi đến họ cổ phiếu nhà VIX. Thì trong cái giai đoạn vừa qua, VIX đã có hình thành được một cái nền tảng tích lũy khá là ok ở quanh vùng 76 đến khoảng vùng 77. Trong tuần vừa qua thì có 3 phiên giao dịch thôi vì chúng ta nghỉ lễ. Nhìn chung thì VIX vẫn đang vận động ở trong một cái biên như này thì được tạm gọi là tích cực anh chị. Tuần tới thì có thể nó sẽ quay trở lại test cung ở vùng 76 đến khoảng vùng 77. Ở Vinhome trong tuần vừa qua thì nó cũng khá hơn so với tất cả các cái mã cổ phiếu khác, đúng không anh chị? Nó có tăng, có bật tăng. Thì đối với Vinhome trong tuần trước chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 63. Sau đó thì quanh vùng 65, và trong tuần vừa qua thì nó đã có cái sự tăng khá là tốt. Trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng đã tự trả cung ở quanh vùng 66.5. Nhìn chung thì trong tuần tới khả năng Vinhome sẽ là một trong những cái trụ kéo, nó cũng phải có những cái trụ kéo, và trước khi kéo thì nó cũng có thể sẽ quay lại kiểm tra ở quanh cái vùng 66.5. VRE đó thì đây các anh chị, đây là một cái mô hình test nấm nó khá là điển hình. Thì các anh chị hiểu rằng là khi mà cổ phiếu hồi lên thì
thông thường nó sẽ quay lại, nó kiểm tra, nó sẽ test lại 1/2 cung. Thì 1/2 cung của cái nhịp hồi này nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng vùng 29.5, còn test hết thì nó sẽ ở khoảng vùng 28.5. Như vậy thì khi chúng ta đặt mua cổ phiếu thì chúng ta sẽ ke, đó, một là chúng ta sẽ ke ở quanh vùng 29.5, ví dụ sau đó thì chúng ta có thể ke ở vùng 28.5. Như vậy thì việc bắt cổ phiếu mà khi chúng ta ke ở những cái vùng trả cung ở bên này thì thứ nhất nó sẽ là an toàn hơn cho các anh chị, đúng không ạ? Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có được một cái giá vốn tối ưu hơn trong một cái nhịp trả cung so với các cái nhịp mà chúng ta đua xanh ở bên này. Thì thông thường cổ phiếu nó sẽ vận động như vậy, thị trường chung nó cũng sẽ vận động như vậy các anh chị. Và cái tuần vừa qua chính là vùng là tuần test cung trả đáy, và cái tuần tiếp theo tức là tuần bản tin video số 125 này thì nó tiếp tục test lại 1/2 cung. Trong trường hợp 1/2 cung này mà nó bị thủng thì nó sẽ đi về đáy của cái phiên thứ hai, phiên giao dịch ngày thứ hai, thứ ba trong cái phiên giao dịch ta đa bắt cá. Vinamilk, các anh chị có bảo là bò ốm quá, thì thực sự là đến thời điểm này thì trong tuần vừa qua thì bò thực sự ốm rồi. Nó đã bị mất vùng 72.8, là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng của cổ phiếu Vinamilk, và gần như khi mất ở vùng này thì chúng ta phải xác định là Vinamilk sẽ về vùng 68.5. Về vùng 68.5 này, nếu như trong trường hợp nó thủng vùng 68.5 thì sao? Thì nó sẽ đi về vùng 64.5, tức là khi mà cổ phiếu mà nó giảm thì không ai có thể cản lại được cái ngưỡng giảm của nó đâu anh chị, và cứ thế nó đi thôi. Trừ khi nào mà nó tích lũy tạo nền thì khi đó chúng ta mới có thể phân tích một cái sóng tăng quay ngược lại của cổ phiếu. Nhóm ngành hàng không thì VDC trong tuần vừa qua nhìn chung thì nó cũng chưa, tức là so với các cái mã cổ phiếu khác thì nó cũng chưa có thể xấu, chưa xấu hơn, vì nó vẫn đang giữ được ở khoảng 125 đến vùng 125.7, và trong tuần vừa qua thì nó cũng bắt đầu quay lại cái xu hướng test lại đáy cũ ở đây, nói anh chị. Thì tuần tới chúng ta sẽ tập trung chúng ta quan sát ở quanh vùng 125-127. ADVN trong tuần vừa qua cũng đã có một cái lực phục hồi, và hai phiên cái tuần thì hiện tại là nó đã đang có xu hướng quay trở lại vùng, tức là test lại cái đáy ở đây. Nhìn chung thì khả năng là vùng 20.5 và vùng 20 sẽ là cái vùng mà HVN sẽ quay trở lại để kiểm tra cung cầu này trước khi mà chúng ta đánh giá thêm cái khả năng phục hồi của HVN. Số cổ đông Kiên Giang SKG thì phiên này hơi xấu rồi. Sau khi mà nó có 2-3 tuần ở đây tích lũy được ở trên cái vùng 18 cộng thì nó đã có một cái lực hồi T cộng ở đây, và lực hồi này thì cũng đã bị chốt và nó tiếp tục quay lại test lại đáy 18. Nhưng mà phiên giao dịch của ngày hôm nay tức là nó đã bị mất cái vị thế ở vùng 18 cộng ở đây. Với lực mất như thế này thì tuần tới là chúng ta sẽ phải dự phóng cái khả năng là cổ phiếu Xúc Đông Kinh Giang sẽ quay về ở khoảng quanh vùng 16, thấp hơn nó sẽ ở khoảng vùng 15 đến khoảng vùng 15.3 các anh chị. Không ai chống lại được cái xu hướng của cổ phiếu cả, và chúng ta phải tuân theo nó thôi. VTD trong tuần vừa qua thì nó chưa quay về test lại cung ở vùng 14, và nó chỉ test lại ở quanh hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 14.7 và nó có lực bật đi lên. Với góc độ kỹ thuật, thị trường chung hiện tại đang khá yếu và thiếu, nên chính vậy nên là tuần tới nó sẽ kiểm tra vùng 10, chắc chắn vùng 14.7 thì nó sẽ test lại. Còn cái điểm test mà sâu hơn mà chúng ta có thể tính toán đó là quanh vùng 14, tức là nó cũng sẽ test lại cái nấm ở đây, tức là mô hình test lại cung cầu đáy cũ các anh chị. Mansan trong tuần vừa qua thì cũng đã có những phiên kéo khá là kinh hoàng, đúng không anh chị? Để trong phiên ngày hôm qua như là kéo gần kịch trần. Thì đối với xu hướng của Mansan trong thời điểm ngắn hạn, chúng ta nhìn ở đây một cái góc độ nó view nó tối ưu hơn, đó là gì? Đó là chúng ta có một cái vùng kháng cự ở đây, vùng 119 đến khoảng quanh vùng 120, và biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở đây là biên 112.5 đến 115. Tức là nếu như anh chị cầm cái mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể tối ưu hóa bằng cách là chúng ta mua ở vùng hỗ trợ này và chúng ta sẽ bán ra ở khoảng quanh 120, 119 đến khoảng 120 anh chị. Rồi, chúng ta đi phân tích tiếp trụ BVH và một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm. Thì đến thời điểm hiện tại, nhóm ngành bảo hiểm nó cũng đang khỏe hơn so với thị trường chung các anh chị. Trong khi thị trường chung thì bị chỉ giảm rất là mạnh, nhưng nhóm ngành bảo hiểm trong tuần vừa qua thì khá là ok. Cụ thể là BVH đã có một cái lực phục hồi và vượt khỏi kỳ vọng, tức là chúng ta sẽ kỳ vọng BVH sẽ phục hồi về lại quanh vùng 64.5 đến khoảng vùng 65. Nhưng trên thực tế trong phiên ngày hôm nay thì nó đã đạt đến gần mắc của vùng 66.5, tức là cái target mà chúng ta xây ở bên này.
Đó, sau khi mà cái nhịp này đạt được khoảng vùng 6.5 thì chúng ta có đề cập đến là đến vùng 70 thì có một cây nến suýt soát chạm vùng 70 và BBH sau đó bị chốt. Và nhịp này thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, thì các tài khoản mà chúng ta đang cầm BBH thì chúng ta chú ý ở quanh vùng 6.5, tuần tới thì có khả năng có thể sẽ có thêm những cái nhịp kéo, kỳ vọng kéo lên khoảng vùng 6.8, 6.9, 70 đây, thì đây sẽ là những vùng mà chúng ta canh chốt ngắn. Phân tích thêm các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm luôn, gồm có mã cổ phiếu BMI. Thì đối với BMI trong tuần vừa qua, BMI cũng đã có một cái lực phục hồi tương đối là tốt, gần chạm vùng 39 ở đây, tức là cái vùng kháng cự cũ của nó ở đây, nên chính vậy nên là các anh chị thấy rằng là 3 phiên BMI không 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 công nổi qua, một phần là thị trường của chúng ta cũng quá là xấu luôn, thực tế là như vậy. Cứ mỗi phiên mà giảm khoảng tầm độ 20 đến 30 điểm thì rất khó để các mã cổ phiếu có thể tăng được các anh chị. Nói chung là nó không giảm, nó là một cái hạnh phúc rất là lớn rồi đó, chứ còn chưa nói đến chuyện tăng tăng trưởng ở trong cái giai đoạn hiện tại. Với xu hướng hiện tại của BMI thì nó vẫn tương đối là khỏe đó. Về ngành bảo hiểm thì nó vẫn tương đối là khỏe, như vậy tuần tới thì khả năng BMI sẽ có các cái điểm test lại ở cung cầu khoảng quanh vùng 36. Khả năng quanh vùng 36 này là hợp lý, 36 35.5 gì ở đây, và sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá cái khả năng phục hồi của BMI. Mã cổ phiếu MIG trong thời điểm hiện tại cũng giành được cái sự gọi là cái thanh khoản rất là lớn, và trong phiên ngày hôm nay thì MIG cũng gần như là phải nói là trong tuần vừa qua thì MIG phải nói là cái sự phục hồi cực kỳ là tốt, và nó cũng đã vượt ngoài mong đợi. Trong cái khả năng chúng ta có đánh giá về khả quan là MIG sẽ phục hồi đến khoảng vùng 28.5 đến khoảng vùng 29. Nhưng mà phiên ngày hôm nay thì nó gần tiệm cận lại cái vùng kháng cự 32 ở đây rồi, và một cái lực đánh phiên ngày hôm nay khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu. Nhìn về MIG chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái khả năng mở trend kỹ thuật. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ chờ thêm các cái khả năng để chúng ta đánh giá cái khả năng xuyên thủng, nó có xuyên thủng được cái vùng kháng cự 32 này hay không. Còn trên góc độ trend kỹ thuật tuần thì cũng thấy rằng là hiện tại là MIG rất có thể cái khả năng để MIG đánh tiếp là rất cao. Đó, dòng tiền hiện tại là dòng tiền đã bắt từ cái vùng 24 đến khoảng vùng 24.5 rất là mạnh rồi, thì không có lý do gì mà MIG không không thể đi được, và thị trường nó sẽ thuận một tí, tức là nó sẽ tốt hơn một tí thì khả năng MIG sẽ đánh rất là ok. Các anh chị có thể canh để gom thêm. Ở mã cổ phiếu PVI thì về cơ bản con PVI này cũng khá là tốt. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nên bật chart tuần lên để chúng ta xem. Thì trên cái góc độ chart tuần thì nó đang có một cái thế, gọi là thế này là thế thế rất là đẹp của một cái trend kỹ thuật trung hạn. Đó, và trên cái góc độ trend kỹ thuật trung hạn thì nó đang có một cái vùng hỗ trợ 49 ở đây. Đó là cái vùng mà Lê cũng đã báo với các cái tài khoản anh chị em có thể chúng ta canh mua vùng 19, 47 ở đây. Đấy là những cái vùng mà chúng ta gom dần dần, để chúng ta vừa gom vừa thăm dò xu hướng. Còn ngắn hạn chúng ta có một cái vùng kháng cự, đây là vùng 58. Break được cái vùng 58 cộng này thì rất là đẹp luôn, tức là khi mà nó đã đánh thủng vùng 58 thì coi như là xác định luôn PV sẽ bắt đầu đánh. Góc độ kỹ thuật trong tuần tới thì cũng sẽ chờ để đánh giá thêm cái khả năng tích lũy nền ở quanh vùng 52. Cổ phiếu này không thủng vùng 52 là rất là ok. Một số các mã cổ phiếu của ngành bán lẻ và nhóm trụ luôn, PNG thì trong tuần PNG cũng đã có những cái lực hồi theo dự phóng của chúng ta, đó là PNG sẽ hồi lên khoảng quanh vùng 110 đấy các anh chị, có những cái nến hồi quanh vùng 110 và khi chạm về đây đó chính là những cái vùng kháng cự rất là mạnh, và thông thường thì khi chạm kháng cự mạnh thì các anh chị đều hiểu rằng là cổ phiếu nó sẽ có cái sự rung lắc, và 3 phiên khi chạm về đây thì gần như là cổ phiếu đã chỉnh cung. Thì góc độ tích cực là PNG vẫn giữ được vùng 105, tuần tới thì chúng ta sẽ tập trung để đánh giá quanh vùng 105. Các tài khoản của chúng ta đang cầm thì chúng ta chú ý vùng 105 cho Hùng lên. MVG chúng ta xem nào. MVG trong tuần vừa qua thì nó cũng đã, sau khi mà nó chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật 145 nó đã có lực hồi. Lực hồi này thì dự kiến mắc sẽ đạt được vùng 152 đó, và trong tuần suýt soát đạt được vùng 152 đến 153 đây thì nó chỉnh cung. Nhìn trên góc độ kỹ thuật thì MVG chỉnh cung như thế này thì vẫn đang tạm coi là tích cực. Tuần tới thì nó sẽ kiểm tra lại vùng 145. Thì các anh chị lưu ý một nguyên lý rất căn bản, đó là gì? Khi cổ phiếu test ở vùng hỗ trợ cao mà thủng thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ thấp. Như vậy thì cái câu chuyện là 145 này có thủng hay không thì nó sẽ chờ thêm phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Trong trường hợp ví dụ khi mà cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá như thế nào đó, thì khi mà cổ phiếu này bị thủng ở vùng này thì
thì đây đây là một tín hiệu xấu. Đó, một tín hiệu xấu để chúng ta xác nhận rằng là khả năng là em này sẽ xuống ở quanh 140. Vậy thì khi mà chúng ta nắm được như vậy thì chúng ta sẽ có một cái định hình ở trong đầu. Giả sử chúng ta đang cầm mã cổ phiếu MVWG thì khi mà cái hiện tượng 145 bị thủng thì chúng ta hành động như nào? Đó. Vậy thì chúng ta phải tách bạch tư duy ra, nếu chúng ta cầm thì chắc chắn khả năng cổ phiếu sẽ về 140. Vậy khi về 140 thì chúng ta sẽ chịu mức lỗ bao nhiêu hoặc là chúng ta sẽ mất lãi bao nhiêu, ví dụ như vậy. Và về nó chúng ta có chịu được không? Và khi về đến vùng 140 thì không phải là chưa chắc là vùng 140 nó đã tích lũy được đâu. Đó, ví dụ như vậy. Vậy thì nó sẽ có những cái rủi ro gì? Đó là tại vùng 140 thì phải đánh giá tiếp. Trong trường hợp không thủng 140 thì ok, nhưng thủng tiếp một vùng 140 thì hành động của chúng ta là gì? Như vậy thì tất cả mọi cái kịch bản chúng ta phải định sẵn ở trên một cái bản kế hoạch của chúng ta. Đó, để làm gì? Để chúng ta hành động và hành động theo những cái tín hiệu kỹ thuật. Đó, ví dụ vậy. Còn đối với những anh chị bảo không, tôi cầm MVWG 10 năm tôi không quan tâm đến cái biến động giá ngắn hạn thì đó là câu chuyện khác. Đó, ví dụ như vậy. Còn chúng ta đang đầu tư theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật. Đó, thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải bám sát theo các tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có những cái chỉ dẫn. Đó, chỉ dẫn kỹ thuật để chúng ta hành động. Cổ phiếu PET nhìn như vậy thì PET tuần này nó đã chính thức quay lại test vùng 45 và cái đây là một cái nến thể hiện cái sự thất bại của vùng 45. Khi vùng 45 bị thất bại thì phiên giao dịch của ngày thứ hai sẽ là phiên quyết định, trong trường hợp nếu như cổ phiếu PET tiếp tục có một cây nến đỏ thẳm xuống như này thì chắc chắn là cái xu hướng xác nhận tiếp theo đó là PET sẽ tiếp tục chỉnh giảm và cái điểm tiếp cận tiếp theo đó là quanh vùng 40. Trong trường hợp mà thủng 40 thì xong, tức là thủng 40, trong trường hợp mà thủng 40 thì chắc chắn là PET sẽ đi tiếp xuống đến khoảng vùng 34-35 ở dưới này đó. DigiWorld thì trong tuần trong những cái bản tin tuần trước thì cũng đã có nói đến, đề cập đến các anh chị là chúng ta cầm thì chúng ta lưu tâm đến vùng 150, đúng không ạ? Đây là vùng kháng cự rất là mạnh ở đây, chúng ta có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt bớt và sau đó DigiWorld đã hồi. Nhịp hồi này thì các anh chị cũng nhìn thấy đây, nó cũng là một cái mô hình thôi, nó cũng là một cái mô hình rất là quen thuộc, đó là gì ạ? Cái nhịp hồi phục chữ V sau thì nó sẽ quay trở lại test cung. Thì 1/2 cung của nó sẽ là vùng 130 và trong phiên giao dịch của ngày hôm qua đó thì nó test về vùng 130 nhưng trong phiên ngày hôm nay thì chính thức là nó bị mất vùng 130. Như vậy thì nó sẽ xác nhận là nó sẽ quay về vùng 123. Ở trong trường hợp mà một trùng 123 mà nó giữ được thì gọi là vẫn còn vớt vát được, nhưng trong trường hợp mà thủng 123 thì sao? Thì chắc chắn là nó sẽ đi về dưới này thôi. Đó. Các anh chị cứ bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật thôi để chúng ta dự báo một cái đường đi của cổ phiếu đó. Thì các anh chị lưu ý đối với DigiWorld. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm thép. Thì như các anh chị em cũng đã biết là hiện tại thì cái tình hình căng thẳng địa chính trị đang hết sức là căng go, 71 ngày và chiến tranh thì đang có những cái xu hướng kéo dài và lan rộng. Các biện pháp trừng phạt nói chung là cũng tùm lum tà lá hết á, và ông nào cũng chết hết á. EU thì bây giờ đến thời điểm hiện tại là giá nhiên liệu tăng cao, rồi cái sự chia rẽ ở trong nội bộ EU, rồi rất nhiều những cái yếu tố, tức là bản thân thì EU cũng đang khốn khổ khốn nạn, đúng không? Và họ cũng phải chịu, những người dân nói chung là chung quy lại thì là người dân phải gánh thôi đó. Và cái câu chuyện là hiện tại thì cũng không biết là than là một, thép là hai, và một số các cái nguyên liệu trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh không biết có bị cấm vận tiếp theo không. Đấy là những cái câu chuyện nó đang rất là kéo dài, và hiện tại thì chúng thấy rằng là giá thép thì vẫn đang tiếp tục tăng, giá thép thế giới đang tiếp tục tăng. Tuy nhiên các cái mã cổ phiếu ngành thép của chúng ta thì nó đã có một cái trend tăng nó quá tốt rồi, và đến thời điểm hiện tại thì nó đang có những cái xu hướng chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Thì đối với Hòa Phát ở đây thì trong cái gọi là trong cái ngưỡng test kỹ thuật nó phải test về ở khoảng quanh vùng 42, nhưng nhìn chung ở đây phiên ngày hôm nay nó đánh lên 43 nhưng mà vẫn đóng cửa dưới vùng 42. Thì sang tuần tới nó có xu hướng, tức là hiện tại thì xu hướng nó sẽ quay về khoảng quanh vùng 40.7 đến vùng 41 ở đây, hoặc thậm chí là sâu hơn ở vùng 40. Trong trường hợp nếu như mà nó test thành công được ở vùng 40 ấy, thì còn tạm ổn, nhưng nếu như có một cái cây nến đỏ mà phá ở vùng 40 ở đây thì nó là một tín hiệu kỹ thuật rất xấu. Và khi tín hiệu này xảy ra thì cái kịch bản mà chúng ta đang phân tích một cái sóng hồi ở đây và sau đó nó đạp test lại bên này, nó bị thủng thì nó sẽ đi về lại khoảng quanh vùng 30 37 đến khoảng vùng 37.5 đối với Hòa Phát.
Thép Nam Kim, thép Nam Kim thì nó cũng đã hoàn thành cái mô hình test nấm ở đây. Các anh chị, một là test 1 phần 2 cung, tức là quanh vùng 35, test hết cung thì nó sẽ đi về vùng 32 đến vùng 33, và trong tuần thì nó chính thức test hết cung, tức là nó chạm vùng 33 ở đây và nó bật lên. Tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay thì quá khó khăn các anh chị, quá khó khăn khi mà thị trường tiếp tục bị bán tháo như vậy thì nó quá khó khăn và nó cũng không đóng cửa được ở vùng cao nhất. Với tín hiệu kỹ thuật này thì tuần tới chúng ta sẽ kiểm tra lại ở quanh vùng 32 đến khoảng vùng 33, và sâu hơn thì chúng ta phải tính toán, bởi vì là thị trường này thì bây giờ cũng không biết được như thế nào đâu. Đó, vùng 30 đến khoảng vùng 31, tức là nó test sâu lại cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Đó, và tại cái vùng 30 là một cái điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng đối với cổ phiếu Nam Kim. Thủng vùng 30 thì thôi xong, hỏng. Tức là nó đi vào downtrend trung hạn, nó giống như nhóm ngành chứng khoán. Nhóm ngành chứng khoán tí nữa ông sẽ view một vài mã để các anh chị có thể nhìn thấy nó cái mức độ khốc liệt của nó. Khi mà nó chỉnh thì nó sẽ chỉnh không phải là một hai phiên đâu các anh chị, nó chỉnh cả tháng luôn, thậm chí là nó chỉnh 2-3 tháng luôn. Đó, vậy thì chúng ta khi mà chúng ta xác định ôm lại cổ phiếu thì chúng ta đừng có quan tâm đến là chúng ta lỗ bao nhiêu. Đó, một là chúng ta phải cắt lỗ từ những cái con số rất nhỏ đầu tiên. Còn khi đã xác định ôm lại cổ phiếu thì đừng quan tâm đến số lỗ bao nhiêu. Cổ phiếu của anh chị khi cầm lại có thể lỗ đến 70%, 80%, 90%. Đấy là câu chuyện rất bình thường. Nên là một là bán khi nó chỉ lỗ 5-10%. Hai, ôm lại thì đừng có quan tâm lỗ bao nhiêu. Đấy là câu chốt. Và các anh chị lưu tâm như vậy. Chúng ta cứ yên tâm để chúng ta đi làm cái việc khác. Đó, còn không chuẩn bị sẵn tư tưởng từ đầu thì như vậy là chúng ta đừng ôm lại cổ phiếu. Đó, thì ví dụ hoa sen ở như này, ví dụ các anh chị mua 42 đúng không, và các anh chị ôm lại cổ phiếu thì có thể là nó về 25, nhưng chưa chắc cái vùng 25 đã được đâu. Đó, chưa chắc 25 đã phải là đáy. Vậy thì nó có thể về vùng 20 hay không? Có chứ. Đó, hoàn toàn có thể hoa sen sẽ về vùng 20. Như vậy là từ vùng 42 về vùng 20, như vậy là chúng ta mất 50% giá trị rồi. Về vùng 20 có chắc chắn là nó ở vùng 20 nó không thủng không? Không thể chắc chắn, nó có thể về vùng 10. Đó, vậy thì từ 40 về 10 thì là mất 30.000, tức là 30 trên 40 thì bao nhiêu phần trăm. Như vậy thì chúng ta khi cầm lại cổ phiếu thì đừng có bao giờ nghĩ, đừng có bao giờ quan tâm đến là lỗ bao nhiêu cả. Đó, nếu mà không cắt từ đầu thì đừng có bao giờ quan tâm như vậy. Bởi vì cái tâm lý nhà đầu tư của chúng ta không thống nhất. Ban đầu ấy, cái lúc mà mới lỗ khoảng tầm độ 5 đến 10% thì cái tâm lý ai cũng như ai. À không, cổ phiếu này tôi phải ôm trung hạn, tôi phải là cổ đông chiến lược, tôi sẽ cầm cho đến khi nào mà cổ phiếu hồi phục. Nhưng đa phần đến cái đoạn mà khoảng tầm mất 30% đến 40% rồi á, thì nhà đầu tư sẽ không còn đủ bình tĩnh, không còn đủ minh mẫn để cái tư tưởng ngày xưa như vậy, bây giờ tôi bán hay không? Bán cái tầm đấy là giờ mất mớ tiền rồi, đau lắm, xót lắm, không ấy, xong đấy là rơi vào một cái trạng thái tâm lý rất là bi quan, nó và nó ảnh hưởng đến cuộc sống. Thì đấy là một điều rất đáng tiếc đối với các nhà đầu tư như vậy. Thì đối với thời điểm hiện tại, phiên ngày hôm nay là một phiên cứu cánh, bởi vì bản chất là trong phiên ngày hôm qua thì hoa sen đã bị thủng vùng 25, và trong phiên ngày hôm nay thì đầu phiên hoa sen cũng đã bị mất vùng 25. Nhưng rất may đó là phiên ngày hôm nay thì nó đã có cái sự phục hồi kéo lại trên vùng 25 cộng. Tuy nhiên một phiên như thế này thì cũng gọi là cứu cánh thôi, tức là gọi là nắng hạn gặp mưa thôi. Còn về mặt chiến lược thì khả năng, theo quan điểm kỹ thuật cùng đây, thì khả năng là em này sẽ có những cái điểm test lại kỹ thuật ở quanh vùng 24 ở trong tuần tới. Trong trường hợp nó giữ được cái biên 24-25 và nó đi dập dìu, tức là nó phải đi được cái hình răng cưa các anh chị. Đó, nó phải đi được cái hình răng cưa kiểu như này. Đó, nó phải đi được kiểu như này. Đó, rồi sau đó nó có một cái động lực nào đó để giúp cho cổ phiếu này vượt thoát lại. Đó, vừa thoát lại cái vùng ở đây, đó là khoảng vùng 26.5, nếu không nhầm được, đúng rồi, vùng 26.5. Đó, vừa thoát lại được cái vùng 26.5 ở đây thì cái đây là cái cơ hội để mà sống sót của hoa sen là còn. Còn trong trường hợp nếu như mà nó bị thủng vùng 24 thì thôi xong, chắc chắn là về vùng 20, không có bàn cãi cái gì cả. Đó. Cổ phiếu TLH, nhìn chung thì TLH trong tuần thì nó cũng đã hoàn thành một cái mô hình test nấm sau một cái nhịp hồi phục chữ V. Đấy, thì nó sẽ quay lại, nó kiểm tra 1 phần 2 cung ở quanh vùng 14.3. Còn nếu mà nó kiểm tra sâu sát hơn thì nó sẽ ở khoảng vùng 13.6. Đó, 13.6 đến khoảng 14. Trong phiên ngày hôm nay thì nó chạm vùng 14, sau đó nó có các cái tín hiệu kỹ thuật bật lên. Tuy nhiên với thị trường mà hiện tại đang tương đối là xấu, chính vậy nên là tuần tới thì khả năng cao thì TLH sẽ kiểm tra lại ở quanh vùng 13.6 thì mới tích lũy trở lại được.
Ở cổ phiếu TVN cũng như vậy, nó đã có một cái mô hình nấm ở đây đấy, nó như vậy thôi. Về bản chất là sau một cái nhịp hồi phục chữ V thì cổ phiếu nó sẽ test lại cái điểm ở bên này đó, 1/2 cung thì nó sẽ rơi vào vùng 11.8, và nếu test hết cung thì nó sẽ rơi vào vùng 11 đến khoảng vùng 11.2. Vậy thì khi mà chúng ta nhận diện được một cái xu hướng như vậy thì chúng ta sẽ đặt mua đó, ít nhất là chúng ta đặt ở vùng 11.8 thì nó cũng không bị lỗ, đóng cửa 12.1 mà mua 11.8 thì vẫn là ok đúng không anh chị? Đó, ít nhất là như vậy. Đó, tất nhiên là 11.8 thì chưa chắc đã thành công đâu, bởi vì phiên ngày thứ hai, thứ ba tuần tới cái đất có thể là nó sẽ có thêm những cây nến đỏ ở đây để nó test lại cung 11, nhưng ít nhất là so với cái câu chuyện là chúng ta mua ở vùng 12 năm, 12 7, 13 trên này thì chúng ta mua lại ở bên này thì nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều trong cái giai đoạn hiện tại như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành dầu khí thì đến thời điểm hiện tại là WTI. WTI cũng đang có những cái bước đột phá, đang có những cái bước đột phá các chị. Nhìn chung là xu hướng đang tăng. Bởi vì đơn giản là các cái lệnh cấm vận thì về bản chất là EU cũng bị gọi là giống như kiểu con tốt ấy. Đó, nó chỉ đâu đánh đấy. Vì bản thân là thực sự là EU cũng là một cái khối liên minh cho rằng rất là ok về mặt gọi là thông minh rồi đủ các thứ, nhưng mà không hiểu tại sao là họ lại đi cấm vận cái thứ mà họ đang rất cần, tức là giống như kiểu cái nồi cơm mình ăn hàng ngày ấy, các anh chị. Đó, nồi cơm nó đang ngon, nó đang đầy, nó đang ngọt như vậy, tự dưng lại ông lại đá cái nồi cơm đấy đi. Đó, cái nồi cơm đấy giá chỉ có 4 đồng thôi, ông đá cái nồi cơm đấy đi để ông mua một cái nồi cơm khác 10 đồng, nó vất vả hơn, hoặc là 8 đồng. Đó, vậy thì cũng không hiểu vì sao mà lại như vậy, tức là nói nôm na là mình tự 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 chui vào cổ, xong mình tự cho cái thòng lọng vào cổ mình xong treo lên. Đó thì không hiểu là các cái nền văn minh đấy nó nằm ở đâu, nhưng mà về mặt lý thuyết, về mặt gọi là lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc là nó bị mai một đi đâu đó đúng không? Chúng ta sống, chúng ta vì lợi ích dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì những con người mà chúng ta đang sống trên đất nước của chúng ta đúng không ạ? Đó, và không hiểu vì sao là họ lại lại làm như vậy. Thì cái câu chuyện là gì? Khả năng thì giá xăng dầu khí đốt sẽ tiếp tục tăng, than đá sẽ tiếp tục tăng và thép sẽ tiếp tục tăng. Đó sẽ là những cái, và thậm chí phân đạm và một số các cái ngành lúa mì, ví dụ như các hợp đồng tương lai về 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 an ninh năng lượng và lương thực sẽ tiếp tục tăng đó. Và khả năng với cái động thái này thì WTI sẽ quay lại vùng 115, tức là nó sẽ quay lại đỉnh cũ đây, như vậy là tiếp tục đà tăng. Bởi vì hiện tại thì Mỹ và các nước đồng minh cũng đã có những cái hối thúc về OPEC cộng tăng sản lượng. Tuy nhiên là phía OPEC cộng cũng bảo là tôi chỉ tăng khoảng thêm 40.000 thùng, 40.000 thùng hay là bao nhiêu, hình như 400 thùng trên một 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 ngày thôi. Tức là họ không có tăng, họ chỉ có tăng đều đều như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì giá dầu mà càng tăng thì họ càng giàu chứ sao? Tại sao tôi phải bán phá giá vì các ông đúng không ạ? Đó, giá dầu đang tôi là đây của nhà tôi, ví dụ như vậy đúng không? Đang bán được 10 đồng. Mà năm sau tự dưng nó lên 20 đồng, thế thì tôi phải để 20 đồng tôi bán chứ. Tại sao tôi phải bán 10 đồng cho các ông đúng không ạ? Đấy thì đấy là những cái câu chuyện mà rất là cam go. Chính vậy nên là cái xu hướng về năng lượng, xu hướng về giá dầu khả năng là sẽ tiếp tục tăng. Đó thì nhóm P cũng sẽ là một trong những cái nhóm mà nó sẽ có những cái tác động tốt khi mà thị trường có những cái tín hiệu giao dịch ổn định trở lại. Nói chung là thị trường hiện tại thì nó rất là khó các anh chị, không hiểu các bác định quần nhà đầu tư nhỏ lẻ đến khi nào nữa, nhưng mà thực sự là khó. Đó, nó đánh ở cái giai đoạn này gần như là nhà đầu tư không còn bất kể một cái cơ hội nào hết đấy. Đó, ngày hôm nay có thể xanh nhưng ngày mai đạp đỏ luôn, rất là khó. Thì đối với các xu hướng về nhóm, xu hướng về giá dầu thì tăng, và xu hướng của nhóm P thì chúng ta cũng sẽ có thêm cái sự kỳ vọng và chờ thị trường chung ổn định, chúng ta sẽ đánh giá thêm. Còn nhìn nhìn chung đối với gas thì trong thời điểm hiện tại vùng 103, 105 nó sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và ngắn hạn, và vùng kháng cự của nó đây là vùng 113, 115. PLX trong phiên ngày hôm nay thì sau một cái giai đoạn nó đi răng cưa, các cái hình răng cưa ở trên này khá là đẹp, nó tiệm cận lại vùng kháng cự 48.5. Nó không vượt qua được, vào phiên kết tuần thì là một cái phiên đạp tương đối mạnh của PLX. Thị trường nó xấu mà. Tuần tới thì xác suất cao là PLX sẽ quay lại vùng 45 để kiểm tra cái tín hiệu cung cầu ở đây. Và trong trường hợp nếu như thủng vùng 45 thì khi đó sẽ là một cái tín hiệu tương đối xấu của PLX các anh chị.
nó thuộc vùng 45 thì khá là mệt mỏi. Thì chúng ta đánh giá thêm, chúng ta chờ cái tín hiệu ở vùng 45 đó. Cổ phiếu PPT nó cũng đã hồi phục chữ V. Sau khi mà hồi phục chữ V xong thì nó sẽ đang quay lại cái xu hướng, đó là test lại cung. Thì tuần này nó đã quay trở lại test ở biên 19.3, và khả năng cái xu hướng của thị trường chung cũng như nhóm P hiện tại thì cái vùng này, vùng 19 khả năng là khó giữ, và nó sẽ có thể có quay trở lại ở vùng 18 để nó kiểm tra cung cầu ở trong tuần giao dịch mới. Cổ phiếu PVS sau một cái giai đoạn nó cũng hồi phục chữ V đây các anh chị, và nó đã hồi phục, tức là trong cái nhịp này hồi phục mắt thì cũng dự kiến là sẽ kéo lên được khoảng vùng 28, nhưng trong tuần vừa qua thì nó kéo lên được đâu đó khoảng vùng 27 thì nó chỉnh cung. Với đà chỉnh này thì tuần tới sẽ là có vùng 23.2, trong trường hợp thủng 23.2 thì chúng ta phải tính toán thêm các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật, đó là ở quanh vùng 21.5 và thậm chí nó sẽ có thể test lại ở biên 19.5 đến biên 20 ở đây đó. PVD nó cũng đã có một cái điểm hồi phục chữ V sau cái điểm gọi là gì ạ, tát đao bắt cá của thị trường, và thông thường thì sau cái điểm hồi phục đó thì bao giờ cũng như vậy thôi. Nó sẽ quay trở lại để nó chỉnh cung, và đây đã có hai phiên chỉnh cung kỹ thuật của PVD. Điểm chỉnh cung 1/2 nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 19.2, đóng cửa 19.1, và điểm chỉnh sâu hơn tức là nó test lại vùng 7.5 ở đây. Đó, nó test lại ở đây, tức là biên ở đây biên 17 đến biên 18. Anh chị lưu ý. BSR cũng tính từ phiên tát ao bắt cá thì BSR cũng đã có cái sự hồi phục từ khoảng quanh vùng 19.5 và đạt lên được đến mắc ở trong nhịp này là 22.7 trên vùng giá mục tiêu dự kiến là ở khoảng vùng 23. Và hai phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì BSR cũng đã quay trở lại chỉnh cung, và cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật này thì nó sẽ tính toán ở khoảng quanh vùng 21. Sâu hơn trong tuần tới thì chúng ta vẫn phải tính toán ở góc độ kỹ thuật, đó là vùng 19.5, vùng 20. Tức là hiện tại thì thị trường nó đang rất là yếu, và đâu đó nó lại có thêm những cái thông tin tiêu cực ở trên thị trường nữa. Và khi những cái thông tin đó mà ra thì khả năng là thị trường của chúng ta đã yếu rồi, đã yếu đã thiếu rồi, lại cộng thêm những cái thông tin đó thì nó sẽ rất là khó khăn các anh chị. Tính toán ở cái vùng này. Oi nhìn chung thì oi cũng đã có một lực phục hồi chữ V ở đây đúng không anh chị, và nó sẽ quay trở lại test cung, đó là xu hướng thôi. Và 1/2 cung nó sẽ nằm ở khoảng biên 13.5 và hết cung, tức là trong trường hợp mà biên 13 mà bị phá thì chúng ta phải tính toán điểm sâu hơn, đó là điểm 11.5 đến khoảng vùng 12. POVK ở trong tuần vừa qua cũng đã có những cái bước giao dịch thực sự khởi sắc, khi mà cái lực cầu nó cũng đánh tương đối tốt ở trên tầm 10 triệu trên một phiên, và nó cũng đã hồi phục về được đâu đó khoảng quanh vùng 14.6, đó là cái mức kỳ vọng đầu tiên. Và sau khi mà đạt cái chữ V ở đây đúng không, chữ V ở đây chính là phiên này, thì nó sẽ quay test lại trả cung. Nếu như mà trả đẹp thì nó sẽ ở khoảng trên vùng 13.3. Còn nếu mà trả sâu hơn thì nó sẽ tính toán ở khoảng vùng 13 ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ 2 và ngày thứ 3 tuần tới. Rồi bây giờ thì cũng sẽ điểm qua nhanh một số các cái mã cổ phiếu của nhóm banh và chứng khoán. Thì hiện tại là nhóm banh thì vẫn chưa có dòng tiền vào các anh chị. Nó vẫn đang rất là khó khăn. Banh hiện tại thì chủ đạo nó vẫn đang có những cái nhịp gọi là đi ngang thôi. Đó, Vietcombank trong 2 tuần vừa qua thì nó đi ngang, và cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của Vietcombank quanh 79.5, vùng kháng cự thì chúng ta có thể tính toán 81.5 đến vùng 82. Tuần tới có thể phải tính toán thêm vùng 78, tức là nó có thể có những cái cây nến thọc sâu về xuống quanh vùng 78, sau đó thì nó có thể có những cây nến rút chân kiểu như thế này. Đó, Vietcombank thì nó hay đánh theo kiểu như vậy. MBB nhìn chung thì cũng chưa ổn rồi. Trong tuần thì nó đã quay trở lại test ở vùng 29, và vùng này thất bại, vùng 29 thất bại thì nó sẽ quay về đâu? Nó sẽ quay về như vậy là nó sẽ test hết cái toàn bộ cái cung ở đây, tức là vùng 27.5 đến khoảng vùng 28, sâu hơn sẽ phải tính toán ở vùng 27, tức là test hết cái nến này. Nhìn chung thì dòng tiền nó đánh đó, dòng tiền nó đang đánh như này thì khó lắm anh chị. Khó. Tức là đang nằm ở thế khó. Và nếu như banh, kỳ vọng banh thì nó kỳ vọng ở góc độ như nào? Tức là nó không gãy ở các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng ở đây. Ví dụ như là MBB không được thủng vùng 27. Chứ còn nếu như mà MBB mà làm một cây nến thẳng đỏ dài 27 như này thôi hỏng luôn. Tức là nếu như khi banh hỏng thì thôi thị trường của chúng ta không không
Nói chung là khó khăn lắm, cực kỳ khó khăn, chứng khoán nó hỏng hẳn rồi. Đó, bây giờ mà bạn banh mà cũng đồng loạt như thế này nữa thì thôi thôi là cực kỳ khó. Đó, hoặc là ví dụ như BIDV chẳng hạn, trong cái thời điểm hiện tại chúng ta nhìn ở trên chart tuần ở đây, đó, chúng ta nhìn thấy đây, đây là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng ở vùng 34.5. Đó, vậy thì trong trường hợp nếu như vùng 34.5 này mà nó giữ được thì ok vẫn còn được, đúng không? Nhưng trong trường hợp mà vùng 34.5 này mà bị phá vỡ thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật cực kỳ là khó khăn đối với cổ phiếu BIDV. Thì trong ngắn hạn hiện tại như thế này thì BIDV cũng đang có những cái điểm test cung kỹ thuật ở đây. Chắc chắn là tuần tới thì như thế này là nó sẽ quay trở lại rồi, quay trở lại để kiểm tra lại cái 1/2 cung ở đây. Đó, trước hết là phải kiểm tra 1/2 cung đó ở quanh vùng 36. Rồi sau khi test 1/2 cung này thì chúng ta mới có thêm cái sự đánh giá tiếp theo ở vùng 34 đến khoảng vùng 34.5. Đó. CTG công thương thì tuần này thì nó cũng đã quay trở lại mô hình test nấm ở đây, ở quanh vùng 27 đây các anh chị. Và vùng này thì hiện tại là nó chưa bị thủng. Tuy nhiên là với cái xác suất thị trường hiện tại như vậy thì nó hết sức là mong manh ở quanh vùng 27 này. Và trong trường hợp nếu như bị thủng ở vùng 27 đây, vùng 27 mà bị thủng đó, nó gặp một cái nến đỏ đặc, nó bị một cái nến đỏ đạp như này, thì chúng ta phải xác định ở quanh vùng 25. Đó, thị trường hiện tại thì xu hướng chủ đạo là chỉnh giảm thôi các anh chị, không bật được. Techcom thì đã quay trở lại kiểm tra vùng 42, nhưng vùng 42 này khả năng đây là đang có những cái tín hiệu kỹ thuật của vùng 42 bị thất bại rồi các anh chị. Khi vùng 42 bị thất bại rồi thì nó sẽ đi về đâu? Nói chung là dò lại đáy thôi, tức là nó sẽ test lại vùng 39 đến vùng 40 đối với Techcom. Đối với HD Bank, nó cũng đã có một cái lực phục hồi chữ V ở đây và xu hướng sẽ quay trở lại test 1/2 cung thì ở khoảng quanh vùng 24. Trên góc độ kỹ thuật thì vùng 24 nhìn chung với cái thị trường hiện tại như thế này thì vùng 24 khả năng là khó giữ lắm các anh chị, nên là nó sẽ quay trở lại ở đây là khoảng vùng 22.5 đến vùng 23. Tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng này. Đối với STB, nó cũng đã gọi là đây một cái mô hình sau khi mà hồi phục chữ V đây thì nó quay lại test 1/2 cung ở vùng 27. Thì trong tuần vừa qua, trong phiên giao dịch ngày thứ hai, nó test vùng 27 thất bại luôn. Xin lỗi cả nhà, phiên ngày thứ năm thứ tư quay trở lại tuần giao dịch là nó thất bại luôn, thì nó sẽ đi về vùng đáy ở đây, đó là vùng 25.5. Nhưng mà với tín hiệu kết tuần như thế này thì STB nó cũng đang có một cái đà giảm gần như là nó chưa phanh được. Nhìn thế này nó chưa phanh được và nôm na thì nó cũng sẽ khoảng về quay về vùng 24.5 trong tuần giao dịch mới. Và cái vùng 24.5 nó cũng trở thành một cái điểm mà gọi là rất là quan trọng ở đây. Đó, để nó có những cái tác động kỹ thuật cực kỳ lớn các anh chị. Khi mà vùng 24.5 của STB mà bị phá thì đấy là một cái sự khủng hoảng luôn, sự khủng hoảng của STB, phải nói là như vậy. Liên Việt Postbank, Liên Việt Postbank thì về mặt lý thuyết thì Liên Việt Postbank khi thủng vùng 19 ở đây nó đã khủng hoảng rồi các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì vùng 19 nó mất rồi. Khi vùng 19 mà mất thì Hùng Lê nói với các anh chị là Liên Việt Postbank chưa biết đi đâu về đâu. Đấy, khẳng định như vậy luôn. Và ngắn hạn thì nó đang có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 15 ở đây. Đó, nó đang bật lên. Nó bật lên thì bao giờ nó cũng như vậy. Một cái cây nấm nó sẽ dựng lên như này và xu hướng sau một cái nhịp hồi phục đó nó sẽ quay lại test 1/2 cung. Trong phiên ngày hôm nay thì vùng 15.8 sẽ là 1/2 cung và nếu mà test hết sẽ là vùng 15. Đó, và vùng cái câu chuyện là test như này thì chưa chắc vùng 15 nào đã giữ được đâu. Đó, có nhiều cái trường hợp thủng mà. Đó, thì khi mà cái điểm 15 này thủng thì thôi xong, tức là xuống sẽ xuống 13. Thì các anh chị nhìn ở đây này, bao giờ nó cũng như vậy, các anh chị để ý nhá. Sau một cái nhịp mà nó đạp nhá thì nó sẽ hồi này và nó test cung này. Rồi cái nấm thứ nhất là nó đến cái điểm test cung thứ hai là nó test thành công, ok các anh chị. Rồi sau đó tiếp tục nó lại hồi và nó sẽ chạm vùng kháng cự ở đây, đúng không ạ, ở vùng 21, và nó tiếp tục nó kiểm tra lại cung lần hai ở đây, thì cái điểm ở này chính là cái điểm thất bại đó các anh chị. Điểm này là điểm thất bại này. Và từ cái điểm thất bại này, khi mà cổ phiếu bị phá hỗ trợ, các anh chị cứ lưu ý là như vậy, khi cổ phiếu bị phá hỗ trợ thì nó sẽ là một cái điều cực kỳ khủng hoảng ở đằng sau đó và rơi tự do luôn. Đó, các anh chị nhìn thấy khi mà Liên Việt Postbank bị mất vùng 19.5 thì rơi tự do luôn, đúng không anh chị? Và cái câu chuyện là như vậy, chúng ta dự phòng cái điểm test kỹ thuật ở đây, và nếu như mà
Em này mà bị mất vùng 15 thì nó cũng sẽ rơi thẳng đứng luôn. Nói chung là rơi thẳng đứng luôn, không có cái sự kháng cự nào, bất kể một cái sự chống đỡ nào ở đây đối với Liên Việt Quốc Banh. Thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà các anh chị em chúng ta sẽ hết sức là lưu tâm. Đó, nhóm banh bây giờ cũng kém lắm, yếu. BBB cũng như vậy. BBB thì trong thời điểm hiện tại nó cũng không có quá nhiều các cái yếu tố kỹ thuật hỗ trợ quanh vùng 15, và lực cầu thì nó không còn bao nhiêu nữa, tức là nó suy kiệt. Đó thì kỳ vọng thôi, đây là một sự kỳ vọng nho nhỏ, đó là vùng 15 hoặc là vùng 14. Nó đi hình răng cưa ở đây. Đó, trong cái giai đoạn hiện tại thì chỉ mong muốn là cổ phiếu đi hình răng cưa thôi, không cần tăng. Đó, đừng có giảm nữa thôi, chỉ cần đi ngang thôi là đã cực kỳ thành công rồi. Và sau một cái giai đoạn đi ngang đó thì khi thị trường phục hồi thì nó sẽ là có những cái cơ hội để nó vượt thoát ở cuối con đường này. Chứ còn không có quá nhiều kỳ vọng là cổ phiếu phải tăng bao nhiêu phần trăm nữa, chỉ cần nó đi ngang thôi là đã cười rất là hạnh phúc rồi, đúng không anh chị? Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn qua một số các cái mã cổ phiếu đầu ngành các anh chị. Đó, thì chúng ta đều hiểu rằng đây, đây nhìn thấy đây, đó. Thì đối với cổ phiếu VCI nó đã có một cái nhịp tăng rất là tốt từ vùng 10 và lên đến tận vùng 75. Và bên này con dốc đấy là một cái trend kỹ thuật tăng trưởng trung hạn, thì bên này sẽ là một cái trend kỹ thuật downtrend trung hạn. Đó. Các anh chị, và khi mà chúng ta đều hiểu rằng là khi mà cổ phiếu nếu như nhớ không nhầm thì khi mà có phân tích cái việc mà VCI bị thủng cái vùng 50, chính xác nó là ở đâu đó ở trên này này, ở khoảng vùng 63 hay là vùng ở trên này. Khi cổ phiếu bị thủng ở vùng này thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là xấu đối với mã cổ phiếu VCI nói chung, nói riêng, và các cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán nói riêng. Thì như vậy là gì? Chúng ta thấy rằng là nhìn ở trên góc độ kỹ thuật thì nó cũng đã có những cái điểm đây các anh chị. Đó, khi mà nó bật lên thì bao giờ nó cũng sẽ quay lại để nó kiểm tra lại ở cái phía bên này. Đó, và khi mà cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đấy, ví dụ quanh vùng 54.5 bị phá thì gần như là nó rơi thẳng đứng. Và đây là một cái tín hiệu mà các anh chị lưu tâm luôn cho Hùng Lê, đó là gì ạ? Vùng 40 đã bị phá ở trên bản tin tuần, trên trang kỹ thuật tuần ở đây. Thì sao? Thì rất có thể là VCI sẽ tiếp tục rơi. Đó, và nó sẽ rơi về đâu? Đó, nó sẽ rơi về khoảng, thứ nhất đầu tiên nó sẽ rơi quanh 30. Vùng 30 mà thủng thì nó sẽ đi về khoảng vùng 24.5. Như vậy nó rất là khốc liệt các anh chị. Và cái câu chuyện là về đến 24.5 đã phải là đáy chưa? Chưa chắc các anh chị. Hoàn toàn nó có thể, VCI hoàn toàn có thể rơi về vùng 10. Đó, như vậy là tất nhiên là nó không phải là nó rơi một phát lâu đâu. Ví dụ cái cách đi vận hành của nó, ví dụ nó đi về đến vùng 30 ấy, thì tại đây nó sẽ bắt đầu có một cây nấm. Ví dụ vậy. Rồi, cái nấm này nó lên thêm, nó sẽ test vùng 30 ở đây. Trong trường hợp nó test ở vùng 30 mà nó thủng thì nó mới đi về vùng 24.5, ví dụ vậy. Rồi về vùng 24.5 rồi mới đi thẳng xong như này. Tức là sau đó thì đến một cái điểm nào đó nó lại xuất hiện tiếp một cây nấm tiếp theo. Đó, cái câu chuyện và phân tích kỹ thuật là gì? Chúng ta sẽ đi để chúng ta dò theo các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây để chúng ta phán đoán rằng xem là cổ phiếu có đi tiếp được hay không, có bật hay không. Đó, ví dụ như là cái mô hình nấm ở đây, nếu nó bật được hoặc là về đây nó bật được thì nó phải có hình răng cưa. Đó, nó sẽ đi này, nó sẽ đi kiểu này. Đó, các anh chị. Rồi sau đó nó bắt đầu nó bật bên này, nó kiểu như vậy. Đấy là những cái mô hình phân tích rất là sâu. Rồi ví dụ như HCM chẳng hạn, đó các anh chị, một cái trang kỹ thuật tăng rất dài và bên này nó sẽ đi. Và ví dụ như khi HCM ở 50, đúng không các anh chị, thì có ai nghĩ là nó về 25 không? Không ai nghĩ cả. Đó, nhưng bây giờ nó đang ở 25 rồi thì đã phải đáy chưa? Chưa chắc các anh chị, chưa chắc nó phải đáy đâu. 25 nó còn thọng xuống cơ. Đấy, với tầm này thì ít nhất là nó phải đạp về đâu đó khoảng vùng 18 đến vùng 19. Đó, về đến vùng 18 đến 19 nó phải đáy chưa? Khả năng về đến đây nó sẽ tiếp tục có một cây nấm như này. Rồi sau đó cây nấm này thì nó sẽ kiểm tra ở bên này. Trong trường hợp mà nó bật được thì nó sẽ phải đan hình răng cưa ở đây. Đó, nó phải đan hình răng cưa bên này. Đó, rồi bên này. Còn nếu như trong trường hợp nó không đan được hình răng cưa mà nó lại sau một cái cây nấm đó, đúng không các anh chị, và nó lại bõm xuống một cái như này thì chắc chắn là nó sẽ về đến đây rồi. Đó, không có gì cả. 13. Đó, 13. Vậy thì khi chúng ta ôm lại cổ phiếu, ví dụ không may chúng ta mua phải ở vùng 45 ở đây, thì các anh chị đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình chỉ lỗ có 10% đâu. Đó, ví dụ như vậy, nếu ở vùng 50 mà về đến 25, tức là bây giờ mất một nửa rồi, 50% rồi, đúng không anh chị? Từ 25 mà nó lại thóng xuống khoảng vùng 13 nữa, tức là mất khoảng tầm 50% nữa. Đó, ví dụ vậy, tức là nếu như vùng 13 đấy, thì chúng ta phải xác định nó như vậy. Nó từ đầu như vậy thì nó dễ, còn lại là
Lúc đầu thì cứ nghĩ là tôi cầm cổ đông chiến lược, xong đến lúc khoảng nó giã khoảng 20% là bắt đầu há hốc mồm ra luôn, không chịu được nữa. Và đối với SSI, rồi ok anh chị, từ vùng 55 về vùng 33, 33 nó phải đáy chưa? Chưa chắc. Đấy, cái câu chuyện là về 33 thì khả năng có khả năng tạo đáy, nhưng cái cây nến kết tuần như thế này thì thôi hỏng luôn rồi. Đó. Và thủng vùng 33 thì chúng ta sẽ tính toán ở khoảng vùng 23. Thủng vùng 23 thì sao? Ví dụ như vậy thì chúng ta phải xác định những cái vùng hỗ trợ rất là sâu như thế này. Đó. Thậm chí vùng 12. SSI có giá vùng 12 không? Khả năng cũng có chứ. Đó, hoặc là vùng 15, ít nhất là khoảng quanh vùng 15, ví dụ như vậy. Đó. Thì khả năng là về đến đây thì cái lực bắt đáy nó sẽ lớn lên, tức là khi cổ phiếu càng rơi sâu thì cái lực bắt đáy nó sẽ càng lớn lớn dần lên, nó sẽ lớn dần lên, bởi vì là mọi người nghĩ rằng là cổ phiếu đã rẻ rồi thì họ sẽ bắt thêm rất là nhiều. Đó thì nhóm ngành chứng khoán thì nhìn chung là nó vẫn đang có một cái sự rất là khó khăn trên trang kỹ thuật tuần, và chúng ta view 3 mã cổ phiếu đầu ngành, 4 mã cổ phiếu đầu ngành như vậy để chúng ta biết được cái sự khó khăn của toàn ngành như vậy thôi. Trong tuần vừa qua thì chúng ta sẽ đi phân tích một số cái nhóm ngành tiếp theo. Nhóm ngành thủy sản thì hiện tại cũng đang gọi là được tốt nhất, tối ưu nhất so với các mã cổ phiếu của các nhóm ngành khác trong tuần vừa qua. Thì đối với CMX nó cũng đã có một cái lực hồi phục T cộng ở đây khá là ok, và maximum có thể đạt ở vùng 22. Trong tuần thì nó lên được đến khoảng vùng 21.8 thì nó bắt đầu nó chỉnh cung. Phiên ngày hôm nay kết tuần thì nó chỉnh về 1/2 cung ở đây là đẹp này, nó chỉnh về quanh vùng 19 là đẹp đấy. Có phục hồi, tuy nhiên là thị trường nó đang rất là thiếu, rất là yếu. Chính vậy nên là tuần tới thì nó sẽ khả năng là nó sẽ đi về vùng 19 lần 2. Trụ được vùng 19 thì tốt, nhưng mà không trụ được vùng 19 thì cũng phải tính toán sơ sơ ở quanh vùng 17.5 đến vùng 18 đối với CMX. ANV trong tuần vừa qua và nó cũng đã có một cái sự phục hồi cực kỳ là tốt, và hiện tại thì ANV cũng đã chạm về vùng 48 ở đây. Thì chúng ta lưu ý vùng 48, 49, 50 đấy là những cái vùng kháng cự rất mạnh của CMX, và lưu tâm để chúng ta ở cái nhịp này chúng ta chốt và về đến hỗ trợ thế này thì chúng ta mua. Vậy thì nhịp này cũng như vậy đi các anh chị, chúng ta làm như vậy cho nó dễ. Rồi. Cổ phiếu VHC ở đây chúng ta thấy rằng VHC ở quanh vùng kháng cự 105 và nó cũng hoàn toàn tương tự như ở bên này, nó đang có những cái phiên đâm và nó đâm không thủng, hiện tại là đâm chưa thủng. Vậy thì chúng ta cũng nên hành động theo một cái phản xạ, đó là gì? Kháng cự thì chúng ta chốt bớt. Trong tuần tới nhìn về VHC ở vùng 98.5, nếu như trong trường hợp mà cổ phiếu không thủng vùng 98.5 thì có thể cầm thêm. Còn trong trường hợp nếu như cổ phiếu bị thủng vùng 98.5 thì anh chị em chúng ta cũng sẽ chốt, bởi vì cái câu chuyện là ở bên này nó cũng vậy, khi nó thủng vùng 98.5 thì chắc là nó sẽ rơi tiếp, và ở bên này thì cũng như vậy thôi. Cái vùng 98.5 nó sẽ khá là quan trọng đối với mã cổ phiếu VHC. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành cảng biển, gồm có cổ phiếu Grimnet, GMD. Thì nhóm ngành cảng biển trong tuần vừa qua nó cũng có 2 tuần vừa qua phải nói như vậy, nó khá hơn và nó tốt hơn so với thị trường, và nó đã có một cái nhịp phục hồi chữ V khá là ấn tượng. Nhịp phục hồi này này là nó đã khỏe hơn rất nhiều so với thị trường chung các anh chị. Và ngắn hạn thì GMS đã chạm vùng 58 ở đây, 59, 60, đây là các cái vùng kháng cự, đây là các vùng kháng cự tuần. Thì chắc chắn rằng khi về đến vùng này thì các cái lực bắt đáy ở đây họ sẽ mang hàng ra họ chốt. Chính vậy nên là chúng ta cũng tạm thời chốt ngắn theo những cái nhịp của thị trường. VNA cũng đã phục hồi ở trong 2 tuần giao dịch vừa qua. Ngắn hạn thì nó đã chạm lên vùng 52, đây chính là vùng kháng cự anh chị nhá, 52, 53, 54 đấy này, đây chính là những cái vùng kháng cự. Và lưu ý là chúng ta có hàng thì chúng ta canh chốt ở vùng này. Chốt xong thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái yếu tố kỹ thuật khi mà nó quay trở lại tích lũy nền lại. Thứ nhất là quanh vùng 45. Đó, sâu hơn thì có thể sẽ phải tính toán ở khoảng vùng 39 đến khoảng vùng 40 ở đây thì sẽ đánh giá thêm. VOS trong tuần vừa qua, trong 2 tuần vừa qua thì VOS cũng đã có một cái lực phục hồi như thế này, nó rất là thuyết phục, và chính xác là nó đã tuần này thì nó đã công gần như đạt được một cái mức kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 18, chưa đạt được vùng 18 nhưng mà suýt soát đạt vùng 18, và nó đang bước vào một cái nhịp chỉnh cung. Thì nó chỉnh 1/2 cung thì khả năng tuần tới sẽ tính toán ở khoảng vùng 15.5 đến khoảng vùng 16. Chúng ta đánh giá thêm vùng này tích lũy ổn định cầu vào. Đó thì có thể cân gom thêm để kỳ vọng nhịp này nó sẽ đánh break vùng 17.3 đến khoảng vùng 18 và hướng lên một cái target cao hơn ở khoảng quanh vùng 19.5 đối với cổ phiếu VOS.
VSC đánh cực kỳ tốt, phải nói là như vậy, đánh cực kỳ tốt. Và tuần này trong đánh như thế này gọi là nó đánh khá hơn rất rất nhiều so với nhiều mã cổ phiếu ở trên thị trường, đúng không ạ? Đi ngược thị trường ấy, có thể nói là như vậy. Thì VSC cũng đã đạt lên được một cái target 52 ở trong tuần giao dịch vừa qua và có hai cây nến chỉnh cung không thủng vùng 50. Như vậy đây là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là ổn áp của VSC. Nhìn trên chạc tuần thì VSC nó đánh cũng khá là hay, tức là nó cứ đi thế thôi, nó túc tắc nó đi. Đó, như vậy thì nhìn ở trên chạc tuần, nếu như trong trường hợp mà cổ phiếu này break được khoảng vùng 55 cộng ở đây. 55. Trong trường hợp mà nó phá vỡ được cái kháng cự vùng 55 ở đây thì như vậy là khả năng VSC cũng sẽ có một cái gọi là mở trend đấy các anh chị. Thông thường là như vậy. Như vậy là chúng ta sẽ xây một cái trend kỹ thuật dài hơn của VSC và chúng ta sẽ chờ đánh giá thêm. Trong trường hợp các anh chị đang cầm thì tuần tới chủ động quan sát thêm vùng 50, nó cái vùng trả cung 50-51 ở đây mà không thủng thì rất là đẹp đối với VSC. Cổ phiếu ngành than thì trong cái thời điểm hiện tại thì giá than vẫn đang tiếp tục tăng do những cái căng thẳng địa chính trị, chính vậy nên là ngành than nó cũng sẽ có một số các cái tác động hưởng lợi ngắn hạn, và chính vậy nên là chúng ta sẽ bắt đầu đi quan tâm đến các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành than. Đầu tiên mã cổ phiếu TVD. Thì đối với TVD trong tuần vừa qua thì TVD cũng đã có một cái lực phục hồi ở đây. Đó, và nhìn chung thì cái lực test này đang khá là ổn. Tuần tới thì có thể canh thêm ở vùng 14.7 đến khoảng vùng 15 để chúng ta có thể gia tăng thêm thị trọng của TVD. CST cũng đang có nhịp test cung và nhịp test trong hai phiên cuối tuần nó không thủng vùng 16.7, như thế này cũng là tạm ổn, tạm khỏe đó. Anh chị, tuần tới thì chúng ta sẽ chờ thêm, chúng ta đánh giá ở quanh vùng 16.7, khả năng là CST mà đi được ở quanh vùng 16.7 là khá là đẹp. Nếu như chúng ta nhìn một cái điểm phục hồi này đi, đó thì chúng ta đánh giá rằng 1/2 của điểm phục hồi này, trong trường hợp mà 16.7 bị thủng thì chúng ta phải tính ở vùng 16, tức là có khoảng vùng 16, 16.3, 16.5. Đấy sẽ là những cái vùng mà chúng ta có thể canh gom thêm các vị thế của CST. Đó. TDN khá là ổn, đó, lực đánh như này là khá là ổn. Trong tuần thì thị trường giảm nhưng mà TDN vẫn có một cái lực tăng, đúng không ạ? Tức là nhóm than đã được cùng phân tích ở trong tuần trước. Thì sau một cái lực tăng như này thì TDN sẽ chỉnh cung và cái nhịp chỉnh ở quanh vùng 14.7 đến khoảng 15. Đây là sẽ là vùng thu gom thêm. Mục tiêu thì nhịp 1 sẽ đánh lên khoảng vùng 17. Đó, tạm thời như vậy đã. TDN khá là ok. THT nhịp 1 sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 15 và sẽ chỉnh cung. Nhìn về cách rũ cung như thế này thì cũng khá là ổn đó, khá là ổn. Đó, tuần tới các anh chị có thể canh thêm vùng 13.5. Nếu trong trường hợp có vùng 13 hoặc là vùng 12.5 thì đây sẽ là những vùng mà chúng ta canh, chúng ta gom thêm. Đó. Và nhịp này thì kỳ vọng là than sẽ có một cái nhịp tăng nho nhỏ ở đây thôi. Thị trường nó khó quá, bây giờ cũng gần như là chúng ta cũng không tìm được những cái mã cổ phiếu nào mà có thể tăng điểm được trong cái thời gian hiện tại đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điểm tiếp theo đến nhóm ngành phân đạm và nhóm ngành cảng biển. Thì phân đạm thì chúng ta có nói đến BFC. Thì nhìn về nhóm ngành phân đạm thì phân đạm cũng đã tăng tốt rồi và trong thời điểm hiện tại thì gần như cũng đang phân tích một sóng xuống. Trong sóng xuống đó thì chúng ta có các nhịp sóng hồi. Thì trong cái nhịp phục hồi chữ V thì BFC cũng đã phục hồi được 2-3 phiên gì đó. Và sau đó thì nó thủng này, phiên giao dịch ngày thứ tư khi thị trường quay trở lại là BFC bị đạp luôn. Và đây là một cái tín hiệu rất là xấu, bởi vì sao, nó đang có những cái nhịp kéo xả này. Rồi sau đó đến phiên ngày thứ năm thì thủng luôn vùng 30, hỏng rồi, thủng 30 là hỏng. Rồi cây nến như thế này thì tòm tõm rồi. Và đây đường MAC đang cắm đầu đi xuống, tức là bắt đầu từ cái thời điểm này là đường MACD, khi mà đường MACD cắm đầu như thế này thì đó, bắt đầu từ đây, tức là khi mà BFC bị mất vùng 44, chiếu lên đây các anh chị, ở đây thì chúng ta chiếu lên đây, và khi BFC mất vùng 44 thì gần như nó bắt đầu nó đi vào một cái downtrend đó các anh chị. Đây đó, nó song trùng với đường MAC đấy, điểm này nó đường MAC nó dâng lên như này mà. Đó thì tín hiệu kỹ thuật đâu cần nhiều các anh chị, nếu mà dùng đường MACD cũng đủ đánh rồi, chả cần thêm các cái tín hiệu kỹ thuật khác. (Cười)
Với tín hiệu này thì khả quan là tuần tới BSC sẽ tiệm cận vùng 25. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng có giữ trụ được vùng 25 hay không. Nhưng trong trường hợp nếu mà thủng vùng 25 thì đấy là một tín hiệu rất xấu đối với cổ phiếu BFC. Đạm Cà Mau thì hiện tại là nó đang 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 gọi là tối ưu hơn so với BFC, tức là gì? Mặc dù nó vẫn đang nằm một cái downtrend các chị, nhìn thế này là nó vẫn đang một cái downtrend, đó, nó vẫn đang một cái downtrend. Tất nhiên trên một cái downtrend đó thì nó có các cái nhịp sóng hồi. Và nhịp sóng hồi này phải đảm bảo gì? Ví dụ tuần tới vùng 34.5 không được phá thì có khả năng là nó còn có cái sự phục hồi kỹ thuật ngắn hạn ở đây. Còn trong trường hợp phá vùng 34.5 thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về vùng 30 hoặc vùng 31. Nhưng với cái đà hiện tại thì đang thiên về kịch bản là chỉnh tiếp rồi mới tăng được, chứ còn thế này chưa tăng được. Cổ phiếu ngành hóa chất LAS cũng đã có một cái nhịp phục hồi chữ V và nó đang quay trở lại test cung. Test 1/2 thì đâu đó khoảng quanh vùng 15.2. 15. Còn nếu mà test hết thì nó quanh vòng 14, và phiên ngày hôm nay thì nó đóng cửa đúng 1/2 cung và khoảng quanh vùng 15 các anh chị. Như vậy tuần tới thì sẽ tập trung đánh giá thêm cái khả năng tích lũy tạo nền ở quanh vùng 14. Ở CSV, nhìn về CSV ở đây chúng ta thấy rằng là CSV nó cũng đang đây này, đường MACD này đúng không anh chị? Đường MACD đang cắm đầu, bắt đầu từ đây cắm đầu. Tức là khi mà CSV bị mất cái vùng 60 thì như vậy là chúng ta xác định rằng ở đây là nó sẽ có một cái sóng chỉnh rất là dài đây. Ngắn hạn thì CSV đã có một cái lực phục hồi ở đây, và lực phục hồi này thì nó sẽ quay lại kiểm tra ở quanh vùng 48.5. Trong trường hợp tuần tới không thủng vùng 48.5 thì tạm ổn, nhưng mà nếu mà thủng vùng 48.5 thì nó sẽ quay lại vùng 45 và nó có thể hoàn toàn là hình thành một cái mô hình V kép ở đây. Thì cái việc mà nó có hình thành được mô hình V kép hay không thì chúng ta cần phải chờ thêm các cái tín hiệu các anh chị. Đó. Còn thị trường hiện tại thì đang khá là yếu, chính vậy nên là chúng ta không quá kỳ vọng rằng là cổ phiếu sẽ bật mạnh đâu, mà chỉ kỳ vọng là cổ phiếu tích nền. Đó. Trong giai đoạn hiện tại là cổ phiếu chỉ cần đi ngang, đó, tích nền là rất ok rồi, đúng không ạ? Nhóm ngành dệt may chúng ta có VGT, thì VGT cũng đã hồi chữ V rất là nhanh, và ngay lập tức sau cái điểm hồi đó thì bây giờ lực chốt nó sẽ rất là nhanh. Cái câu chuyện là như vậy, khi hồi chữ V thì nó thông thường nó sẽ là như vậy. Thì nó đang trả lại 1/2 cung, tức là 19.5 là 1/2 cung. Trong trường hợp này thì khả quan là vùng 19.5 khó giữ anh chị, và tuần tới khả năng nó sẽ đi về quanh 17.5 đến khoảng vùng 18, đó là xu hướng của VGT. Cổ phiếu thứ hai nữa là TNG, thì TNG nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó hồi phục từ vùng 29 lên tận vùng 36. Ok, từ vùng 29 lên vùng 36, và như vậy thì lên đến vùng này và gặp phải thị trường suy yếu thì chẳng ai giải gì mà không chốt hết đó. Các lực chốt lãi ngắn là người ta chốt như mưa. Vậy thì cái lực chốt đó nó trả lại 1/2 cung thì nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 32. Đó, 1/2 cung thì sẽ trả quanh vùng 32, còn nếu mà trả hết cung thì nó phải đi về vùng ở đây, đó là vùng 29 hoặc vùng 29.5, nhưng trong cái tình thế hiện tại thì khả năng cao là nó sẽ trả hết cung. Tuần tới thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 31, thủng vùng 31 thì phải tính toán là vùng 29 29.5 các anh chị. Nhóm ngành y tế, chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành y tế, gồm có mã cổ phiếu SRA. Thì đối với SRA nó cũng đã có một cái lực phục hồi chữ V ở đây và nó đang quay lại chỉnh cung, và tuần tới thì sẽ tính toán là quanh vùng 8 đến khoảng vùng 8.2. AMV giai đoạn hiện tại nó cũng đang đi được cái hình răng cưa ở đây, như vậy là tạm ổn hình răng cưa. Thì đối với AMV tuần tới nó sẽ chỉnh lại, sẽ test cung cầu quanh vùng 9 và sâu hơn thì đây nó sẽ là ở biên vùng 8 đến 8, quanh quanh vùng 8.5. Và đối với cổ phiếu này thì chúng ta xác định là vùng 8 sẽ là cái vùng đáy ngắn hạn, khả năng là về đến vùng này thì nó sẽ bắt đầu đi hình răng cưa ở đây, tích lũy thêm, và sau đó thì nó sẽ có thêm các tín hiệu kỹ thuật để giúp chúng ta nhận diện cái xu hướng tăng giá trở lại của cổ phiếu AMV. Ở CVN nó chúng ta cũng lấy ở vùng 7.3, và hiện tại thì nó cũng đã có một cái mô hình test nấm thứ nhất, mô hình test nấm thứ nhất ở đây. Nó test nấm thứ nhất ở đây đó, và cái mô hình test nấm này thì nó test hết nấm này, và sau một cái nhịp tăng nhịp hai ở đây thì nó cũng đang có một cái nấm, cái hình thành nên cái nấm test thứ hai ở đây.
Ngắn hạn về mặt xu hướng, chúng ta sẽ tính toán ở khoảng vùng 7.7 ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới. Cổ phiếu VHE, ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng lấy ở vùng 5.8, ở 5.8 anh chị là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Và nó đã có một cái lực phục hồi kháng cự của nó, đây là vùng 7. Tuần tới thì có thể trả cung lại quanh vùng 6.6. Ở trong trường hợp thị trường xấu thì chúng ta vẫn phải tính nó sâu hơn một tí, tức là nó test lại cung lần 2 ở vùng 5.8 đến vùng 6.1 lần 2. Cổ phiếu DMC, DMC. DMC thì nhìn chung bật chạc tuần lên thôi. Đó, đối với DMC thì cũng không vội được. Gom từ từ, trong thời điểm hiện tại sau một cái giai đoạn nó suy thoái thì nó cũng sẽ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn mà kỳ vọng thôi, một cái giai đoạn kỳ vọng cổ phiếu sẽ bật. Và trong thời điểm này thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là quanh vùng 51 đến vùng 52, sẽ tiếp tục canh gom để thăm dò thêm, chúng ta bắt từ từ. Nhóm ngành Viettel, chúng ta đi phân tích mã cổ phiếu VGI, chúng ta xem nào. VGI thì trong nhịp vừa qua nó cũng đã có một cái lực phục hồi chữ V khá là nhanh và nó đi chỉnh cung 1/2 cung thì ở quanh vùng 33.5 và cái vùng này nó bị thất bại rồi. Khi thất bại vùng 33.5 rồi thì chúng ta phải tính toán cái điểm nó sâu hơn, đó là đâu đó, đó là tuần tới thì đâu đó nó sẽ ở khoảng quanh vùng 30.5 hoặc sâu hơn sẽ là vùng 29.5, tức là nó sẽ test lại hết cung ở cái vùng này đối với mã cổ phiếu VGI. CTR ở đây, nó CTR thì nó cũng ở đây các anh chị này, nó có một cái mô hình nó ở đây và nó quay lại test lại cái đáy ở bên này và chính thức nó bị thất bại ở vùng 93.5 trong phiên giao dịch của ngày thứ năm. Thì khi nó thất bại vùng này thì hỏng luôn, đó, thế là hỏng luôn. Tuần tới thì nó sẽ có ở vùng 78.5, vùng 70, ở đây sẽ là cái vùng mà hội tụ kỹ thuật của CTR. Và khả quan khi về đến vùng này thì tạo lập hoặc là cái lực cầu bắt đáy nó sẽ gia tăng để giúp cho cổ phiếu có thêm cái tính ổn định ở đây. Trong trường hợp mà nó tích lũy lại được ở trên vùng 78.5 cộng thì tạm ổn, mà trong trường hợp gãy 78.5 thì đấy cũng là một cái tín hiệu thực rất khó khăn của cổ phiếu, rất khó khăn. VTP cũng đã có một cái lực phục hồi chữ V ở đây và lực phục hồi này khi chạm lại vùng 74 75 ở đây thì ngay lập tức là nó đã bị chốt. Lực chốt này thì nó có hai điểm hội tụ kỹ thuật ở vùng 71.3 trong phiên giao dịch của ngày thứ năm. Vùng này bị mất thì nó sẽ đi về vùng 69, vùng 69 bị mất thì khả năng sẽ đi về vùng 66 hoặc vùng 64 đến khoảng vùng 65 ở đây. Nhìn trên xu hướng kỹ thuật hiện tại kết hợp với thị trường hiện tại thì cái xu hướng mà cổ phiếu này đi về khoảng vùng 64 65 rất là cao ở trong cái tuần giao dịch mới, như vậy là khá là khó khăn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ view qua một số các cái mã cổ phiếu của ngành điện. Ngành điện cũng đang có mã cổ phiếu TV2, xem lại. TV2 hiện tại đang khá là ok này. TV2 nhìn về cái cách đi như này là nó cũng đang quay lại mô hình test nấm và nó test hết hết cung này các anh chị. Đây, hai phiên ngày hôm nay và ngày hôm qua là nó test hết cung luôn. Thì như vậy là chúng ta cũng thể kỳ vọng rằng là cái vùng kỹ thuật của nó ở đây ở khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 51 ở đây nó sẽ xây. Và để mà cổ phiếu này tăng được thì sao? Thì nó cần phải đi một cái hình tăng cửa ở đây. Đó, tức là khi mà thị trường xấu rồi nó đi như vậy và cuối cái con đường này, tức là cuối con đường này nó không được phép thủng vùng 50. Chứ còn nếu thủng vùng 50 thì hỏng. Thủng vùng 50 thì như vậy là nếu mà chúng ta mua thì chúng ta lại phải SL đó, hoặc là chúng ta phải cắt ngay. Đó. Còn nếu mà không thủng vùng 50 mà nó đi được cái hình răng cưa như vậy thì khá là ok. Để kỳ vọng một cái trang kỹ thuật bật lên từ đây. TV2 được. Em gách xem nào. Gách hiện tại nó đi đúng quá. Gách thì nó đang nằm ở một cái ngưỡng cửa khá là ngưỡng cửa này, không biết là ngưỡng cửa hẹp không ta. Vì sao lại nói là ngưỡng cửa hẹp? Đó, thì đối với gách ở trong thời điểm tại nó có cái tín hiệu test khá là đẹp rồi, nhưng mà thị trường xấu quá nên là nó lại quay trở lại xu hướng giảm giá.
Và đối với gách ở khoảng quanh vùng 25 đến khoảng vùng 26, cái tài khoản mà anh chị đang cầm gách thì chúng ta lưu tâm giúp vùng ở vùng này. Giữ được ở trên, trong trường hợp nó mô hình test nằm ở đây và nó giữ được ở trên vùng 25 cộng thì khá là ổn, nhưng trong trường hợp thủng vùng 25 cộng, thủng vùng 25 thì đấy là một tín hiệu rất là xấu đối với cái mã cổ phiếu gách. Chúng ta review một số các cái mã cổ phiếu penny để chúng ta xem. Rồi HQC như vậy là nó cũng đã chỉnh, nó cũng đã có một cái lực hồi phục chữ V tương đối là đẹp ở đây các anh chị. Và nó bắt đầu đi vào một cái nhịp chỉnh cung, chỉnh 1/2 cung thì đâu đó tuần tới nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng, chỉnh 1/2 cung tức là khoảng quanh vùng 5.3 5.4 đó. Còn nếu mà chỉnh hết cung, nếu mà chỉnh hết cung thì nó lại đi về đây, tức là cái vùng của ta đây là vùng 4.8 đến vùng 5. Cổ phiếu JVC cũng đã có một lực phục hồi T cộng ở đây và ngắn hạn này nó đang chỉnh cung đó. Thị trường nó chỉnh thì các mã cổ phiếu nó sẽ chỉnh theo thôi các chị, tức là mô hình nấm. Test 1/2 cung tức là quanh vùng 7, phiên ngày hôm nay thì có xu hướng thủng 7 đó. Khi mà có xu hướng thủng 7 rồi thì nó sẽ đi về đâu đó, nó sẽ test hết đấy. Như thế này là xác xác suất cao là nó sẽ test hết đó, nó test hết tức là nó test về khoảng vùng 6.2 đến khoảng vùng 6.5 và về vùng này thì đánh giá thêm. Cổ phiếu FLC xem nào, FLC cũng bắt đầu chỉnh cung rồi, như thế này chỉnh cung rồi, phiên ngày hôm nay nó mất vùng 7.4 thì xác suất là nó sẽ quay trở lại đâu đó khoảng quanh vùng 6, vùng 6.2 đấy, ví dụ như vậy. Rốt cũng đã có một cái lực phục hồi rất là tốt rồi, như vậy là nằm vượt xa kỳ vọng, nó đâu đó nó cũng tăng được khoảng tầm 40% hay sao anh chị, từ 3.45 mà lên 5.3 đó thì nó cũng sẽ đi vào một nhịp chỉnh cung thôi đó. AMD cũng đã chỉnh cung đó, chỉnh cung và nó chỉnh 1/2 cung thì nó đâu đó được ở khoảng vùng 4, vùng 4 và chỉnh hết cung đó, chỉnh hết cung thì lại test lại vùng 3.3, chỉnh cung hết đó. AMD cổ phiếu 2 2 cũng chỉnh cung, dự kiến mắc là đi lên được đâu đó khoảng vùng 5 nhưng mà nó đi lên được đến vùng 4 chấm mấy đây là nó bị chỉnh rồi, 4.6. Chỉnh 1/2 thì nó sẽ đi về đâu đó, chỉnh 1/2 thì đâu đó nó đi về khoảng vùng 3.7. KLF KLF nó cũng đang chỉnh cung và chỉnh 1/2 cung thì đâu đó nó sẽ quay về khoảng quanh 4 đấy, dự kiến là như vậy, quanh 4 rồi có phục hồi hay không thì sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 4. DLG như thế này thì nó bị test này, tuần này test nó bị mất mốc 5, tức là nó cũng đã có một cái sự phục hồi chữ V ở đây. Trả 1/2 cung thì nó sẽ đi về đâu đó khoảng quanh, nhưng mà khả năng là khó trả 1/2 cung lắm. Với thị trường như hiện tại thì nó sẽ test hết cung, tức là nó sẽ quay trở lại khoảng quanh vùng 4.45 và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng phục hồi của nó ở đây. Nhìn về cái cách đi của DLG đoạn này cũng khá là hay đấy. Nó đi được cái hình răng cưa và nó không thủng ở vùng 4 thì khả năng là tuần tới các cái tuần tiếp theo sẽ ok hơn. OGC đấy, đây các anh chị, vùng 17 là kháng cự này và nó bắt đầu chỉnh cung này. Nôm na là khi mà cổ phiếu về đến gần hồi phục về đến cái vùng kháng cự rồi thôi, đừng có mua nữa, đừng có ham mua nữa. Nhìn cái cách đánh của OGC thì tuần tới sẽ có ở khoảng quanh vùng 14, thủng vùng 14 thì như vậy là nó sẽ test hết nền luôn ở quanh vùng 12. TTF cũng test lại cung ở 12 bị thủng và trong phiên ngày hôm nay như vậy là TTF cũng đã test hết cái nhịp tăng hồi phục chữ V ở đây đúng không? Tuần tới ở vùng 11, 11.3 đây sẽ là những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật và cái điểm nhận kỹ thuật rất là quan trọng. Trong trường hợp, rất nhiều trường hợp là sau cái mô hình test nấm ở đây thì nó bị thủng các anh chị đúng không? Và một số cái mô hình cũng đã cho các anh chị thấy rồi. Như vậy với các tài khoản mà chúng ta cầm TTF thì chúng ta lưu tâm giúp
ủng ở vùng 11 nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của cổ phiếu này. Trong trường hợp mà thủng vùng 11 thì nó sẽ về đâu? Nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 8.8. Thủng vùng 8.8 thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 6.5. Đó, như vậy thôi. Chúng ta không không cản được đâu anh chị, không cản được xu hướng của cổ phiếu đâu. Khi mà nó bị thủng thì cứ thế là nó rơi thôi. Đó, thì chúng ta cũng lưu tâm. Như vậy là trong trường hợp của TTF nói riêng và một số các mã cổ phiếu nói chung thì nó đang khá là yếu ở trong cái thời điểm hiện tại. Rồi, ok, các cái mã cổ phiếu thì mình sẽ view như vậy. Và bây giờ mình sẽ dành thời gian để chúng ta nói thêm một số các kịch bản phân tích tuần. Thì trong cái video số 124 thì chúng ta đã có dành 15 phút cuối để chúng ta nói khá kỹ đến cái kịch bản phân tích tuần ở trong tuần vừa qua. Thì các anh chị có thể thấy rằng đối với chỉ số index đi, chúng ta sẽ nói đến chỉ số index của chúng ta ở đây, đúng không anh chị? Thì trong tuần vừa qua, trong bản tin tuần thì đã có một số cái phân tích về mặt dự báo khả năng là index sẽ quay lại vùng 1340 điểm ở đây. Thì các anh chị nhìn thấy đây là vùng 1340 điểm. Gần như thì trong tuần thì index đi khá là sát ở quanh cái biên 1340, và phiên kết tuần thì mới là cái phiên mà thị trường bị đạp tương đối mạnh về quanh vùng 1329 điểm. Thì trên bản tin tuần thì cũng có nói đến cái vùng 1320 đến 1325, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng. Và nếu như mà thị trường muốn đánh tiếp và thị trường nó gọi là nó đánh có bài ấy, nó đánh có bài có bản ấy, thì sao? Thì cái vùng chúng ta bật đây, thì cái vùng 1325 điểm đến vùng 1320 sẽ là cái vùng mà phải giữ được. Còn trong trường hợp nếu như trong trường hợp mà nó thủng, tức là ở đây này là vùng 1315, Hùng có nói rồi, tức là trong một cái mô hình test nấm thì nó sẽ test thường, thông thường nếu test khỏe mà để test mà đi tiếp là nó chỉ bị mất khoảng 1/2 cung thôi. 1/2 cung có nghĩa là từ cái vùng ở đây và lên đến đây thì nó trả 1/2, tức là vùng 1115 điểm ở đây nó phải giữ được, thì đấy gọi là 1/2 cung đó. Thì trong tuần vừa qua thì nhìn chung là index của chúng ta vẫn đang ở về mặt kỹ thuật là nó vẫn nằm ở trên cái vùng hỗ trợ 1320 đến 1325. Như vậy thì chúng ta tạm gọi ổn. Tuy nhiên với cái phiên kết tuần thì nó quá xấu đi. Nó quá xấu đi, chính vậy nên là tuần tới thì cái vùng 1320 này thì khả năng là khó giữ, và chúng ta sẽ nói đến vùng 1315, tức là ở đến 1315 đó là nó trả 1/2 cung. Còn trong trường hợp xấu hơn thì phải tính toán index ở quanh vùng 1300 điểm, và khả năng cao thì là vùng 1300 điểm mới là cái vùng mà index có thể cầm cự, có thể bật quay trở lại ở cái vùng này. Còn đối với chỉ số VN30 thì trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích dự báo về khả năng đầu tiên đó là nó sẽ đi kiểm tra ở khoảng quanh vùng 1400 đến 1405, đúng không anh chị? Và sau đó thì chúng ta có nói đến cái khả năng là VN30 sẽ quay trở lại ở khoảng quanh vùng 1370 đến khoảng vùng 1360, và kết tuần thì VN30 đóng cửa vùng 1373 điểm. Thì nhìn chung 13 ở cái góc độ kỹ thuật là ở cái mốc 1313 1373 1373 1370 ở đây thì vẫn về mặt tín hiệu kết tuần, như vậy là nó vẫn đang nằm được ở trên các cái hỗ trợ kỹ thuật tuần đó ở 1370. Tuy nhiên thì cái vùng 1370 tuần tới thì khó rồi, như thế này là khó, thế này là khó, và chắc chắn là nó sẽ kiểm tra lại vùng 360. Trong trường hợp sâu hơn thì phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba có thể đi về tiệm cận lại vùng 1340 điểm đối với chỉ số VN30, đó là cái xu hướng ở trong tuần tiếp theo. Còn đối với chỉ số phái sinh, đúng không anh chị, chỉ số phái sinh thì cũng trong tuần thì cũng đã có đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu vào ba cái phiên giao dịch của tuần vừa qua. Thì chúng ta có nói đến vùng 1400 điểm đó sẽ là cái vùng mà hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, và sau đó thì cũng có nói đến cái khả năng ở vùng 1375, và sâu hơn thì chúng ta phải tính toán ở vùng 1360 điểm đối với chỉ số VN30F1M. Và đây là bức tranh toàn cảnh. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ năm, phái sinh đã chạm vùng 1375 và nó có một lực long lại, và sau lực long này thì nó sẽ quay test trở lại 1375, và khi thủng thì câu chuyện là khi thị trường thủng ở vùng hỗ trợ cao thì nó sẽ đi về đâu? Ví dụ thủng 1375 thì chắc chắn nó về 1360, và trong trường hợp thủng 1360 thì sẽ đi về vùng 1340. Đấy là cái nguyên lý vận hành của nó là như vậy. Thế thì với góc độ kết tuần như hiện tại
thì trong tuần tới cái xu hướng mà giữ lại ở vùng 1360 là khó, theo quan điểm của Hùng như vậy, và nó sẽ quay trở lại về vùng 1340 điểm, và trong trường hợp mà xấu hơn ở vùng 1340 mà không đạt được thì nó sẽ test lại, như vậy là test hết lại toàn bộ cái nhịp gọi là phá sinh, là test lại toàn bộ cái nhịp tăng ao về vùng 1335 điểm ở đây, 1330 điểm ở đây. Như vậy đó sẽ là những cái kịch bản mà chúng ta cần phải dự báo trước về cái khả năng thị trường nó sẽ có những cái biến động tương đối là mạnh đấy, khả năng là tương đối là mạnh trong phiên giao dịch mở cửa tuần, phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba. Thì trên cơ sở mà chúng ta sẽ đánh giá thêm ở các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này để chúng ta dự phóng thêm, tức là ví dụ trong cái kịch bản phiên ngày thứ hai nó lại long lên và nó lấp lại được 1/2 gap của cái phiên giao dịch ngày hôm nay đó, ví dụ vậy, thì chúng ta sẽ mở trên chart ngày. Thì đối với ví dụ như đây chẳng hạn như vậy đây, thì cái kịch bản sang phiên giao dịch của ngày thứ ba nó sẽ khác đi rất là nhiều đó. Ví dụ trong trường hợp mà VN30 đó, sau đây chúng ta sẽ soi lại chart của VN30 1340, có thể nó sẽ quay trở lại test lại vùng 1340 và sau đó nó lấp lại được 1/2 của cái thân nến giảm của trong cái phiên giao dịch của ngày hôm nay đó, tức là nó sẽ bồi lên được ở khoảng trên vùng 1380 đến 1385 đối với chỉ số VN30, thì đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác đó, ví dụ như vậy. Còn đối với chỉ số phá sinh chẳng hạn như vậy đây, chúng ta nhìn phá sinh ở đây, nếu như nó hồi lên được ở trên vùng 1370 cộng thì nó sẽ khác, nhưng trong trường hợp mà nó không hồi lên được mà nó tiếp tục bị đạp thủng qua đó, đây chúng ta nhìn ở trên cái biểu đồ phá sinh đây đó, ví dụ vậy, nó bị thủng qua ở vùng 1340 điểm thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là xấu của thị trường đó. Nhìn chung tổng kết lại, thị trường trong giai đoạn hiện tại hiện đang khá là khó khăn, và sau một cái giai đoạn mà thị trường giảm rất là sâu, gần như nhà đầu tư đến thời điểm hiện tại là mọi người không còn các cái công cụ để có thể chém cá thêm thớt, có thể nói là như vậy, mọi người chém quá nhiều rồi, và gần như các cái nhịp chém mà mọi người không nhanh tay lẹ mắt, tức là để lên đến T2 hoặc là sang T1 là gần như chúng ta đã bị thất bại rồi, và nó chỉ đạt được những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên gọi là T0 thôi. Đó, thị trường hiện tại đang rất là khó khăn, và dự báo thì tuần giao dịch mới cũng sẽ là một tuần hết sức khó khăn. Chính vậy nên là bây giờ thì không biết làm thế nào cả, đã đi vào con đường chứng khoán thì chúng ta vẫn phải tiếp tục đi qua và bám sát thêm xu hướng thị trường, cũng như chúng ta có thể tận dụng các cái nhịp hồi T cộng đó, các cái nhịp hồi T cộng để chúng ta mua cổ phiếu và chúng ta đảo hàng thôi. Bản tin tuần này ông Lê xin phép được dừng tại đây, và đối với các cái câu hỏi, các cái vấn đề, những cái vấn đề mà anh chị em quan tâm thì chúng ta có thể comment ở bên dưới phần bản tin tuần, thì ông Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh chị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.